vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về vị tướng là ghi đú và mình xin đó là ghi đú đi rừng. Và mình chả rằng đó là xin rừng bao quý này. Nhưng mà vị trí S5 đó là Elan thì gọi là không ủng hộ mình anh em ạ. Còn chửi luôn, ghi đú đi rừng gánh coi cơ gì. Ok thì bây giờ đó là Elan thì ăn bột sánh của mình rồi anh em ạ. Nên là mình ghé qua bột sánh của tem đi cướp. Và một cú ulti của mình cũng như là một cú sấy đến từ Natalia thì kết hợp rất chi là đẹp. Và cái kết thì mình vẫn có búa xanh chơi rồi anh em ạ. Thì ở trận đấu này thì tem bên mình cũng khá là ổn nha anh em. Nhưng mà mình bị đó là gọi là không nhường rừng cho mình nhá. Thì thực tế thì trận đấu này mình vẫn mang đi rừng nha anh em. Vẫn mang trừng trị và ghi đu đi rừng luôn. Ok, pha này thì lên bắt đó là anh Trang Du Béo này. Đối với Ghi Đu đi rừng thì cũng rất chi là mạnh, đặc biệt là giai đoạn về lết thì Ghi Đu là một trong những vị tướng thuộc dạng mạnh bậc nhất liên quân ấy. Những cú trưởng của Ghi Đu vừa choáng lại vừa có đám sát thương thì không phải bàn cãi nữa rồi. Phun đô một trưởng hai cây máu đó là chuyện bình thường. Ok, pha này chạy này trưởng nhẹ một phát này. Nhưng mà lường đám đầu game thì chắc chắn đó là ghi đủ khá là ít ỏi rồi. Chủ yếu là giai đoạn cuối game thôi nên là anh em vác đi rừng cũng được. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là được farm và anh em cần farm. Bây giờ thì sẽ lên gánh ở đường rồng này nha anh em. Bộ sánh của nó thì gần ra rồi. Thì mình không biết quán được hay không. Thì phụ thuộc đó là vào tém bàn và tém mình nữa. Pha này thì gánh và cổ màng hạ gục rồi. Bắt luôn đó là chú bo tô rố này. Thì mình sẽ di chuyển qua bộ sánh của nó nhá. Đấy, bây giờ sơ lính của tém địch thì đáng đó là ở trên hang ta thân xế giá. Thì mình sẽ ghé qua đó là bộ sánh của tém địch đó là cướp. Thì không biết cướp có thành công hay không. Ôi ôi, thôi xong rồi. Lại pha này thì dính ngay bị tém địch rồi. Chắc có lẽ là không cướp được anh em ạ. Nên là sẽ về bùa nhà thôi. Về ăn nhanh không chia. Kéo làm tem mình nó ăn mất nữa ấy. Ôi bò này, bò hơi ngáo này. Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ không ulti tí bò nhá. Bởi vì những chiêu thức của bò thì miễn hiệu ứng khống chế ấy. Phá đó chắc có lẽ là không dồn đám được. Nên là mình sẽ không ulti tí và mình sẽ về đó là lùng ngay con búa sánh. Chứ cướp mất búa sánh thì khá là khó chơi ấy. Ghi đu đi rừng thì sử dụng chiêu thức nhiều mà cướp búa sánh thì khá khó chơi. Hiện tại thì nói chung thể trận vẫn đang ngang nhau anh em ạ. Bên mình thì thua trù thôi. Còn màng hạ cục thì vẫn đang còn đó là 6-6 và bây giờ là 7-6 rồi. Bắt này.
Chắc chắn thì pha này Gión không có cửa cháy rồi, một trường nữa này. Uầy, thôi xong rồi, team mình ở trên đường trên này ngủm bài em luôn. Trận đấu này khá căng anh em ạ. Thực tế thì gió đó ở đâu game mình không ăn tròn vẹn bùa ấy, nên là đi gánh cũng không hiệu quả. Chứ để mình ăn tròn vẹn bùa thì chắc có lẽ là ổn hơn đấy đấy. Ok, thì hiện tại bây giờ thì nói chung mình sẽ đẩy cái trụ này anh em. Cái trụ này thì chỉ còn một xíu máu nữa, sơn lim thì lượng máu cũng không dồi dào nữa, nên là mình sẽ tập trung đẩy cái trụ này luôn. Ok, pha này vào này, trường phạt cây trụ mất này, kèm theo đó thì choáng được sơn lim ulti luôn và cái kỹ có mà siêu việt dành cho ghi đủ. Tầm này thì ghi đủ bắt đầu khỏe dần đều rồi, nếu mà một con bò thì chắc chắn là ngủ một em. Còn giai đoạn cuối game thì anh em chỉ cần sử dụng chiêu hái phạt trúng mục tiêu, lượt chiêu một đến làm phạt nửa là ngủm luôn nhá. Ok, pha này chạy đấu mịt tém đích này giờ quá là xanh sao anh em ạ. Rồi, pha này tạm biệt mịt tém đích này và cải kịt thì mang chấm dứt danh chó đòn Omen Taming, quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ sơ lím không giảm giá đâu, nên là cứ đánh từ gió thấy ăn bua một cách thoải mái thôi anh em ạ. Tốc độ farm của Ghidu giai đoạn đầu game khá yếu, còn càng phê 6 thì càng mạnh nhá. Combo của Ghidu thì nói chung đơn giản anh em ạ. Combo thì anh em cứ làm sao mà cấu rỉa bằng chiêu hài thôi. Thời điểm hợp lý thì vào ulti thôi, còn ulti thì đừng có đó là sớm quá, bởi vì đối phương mới choáng phạt thì anh em mất ulti nhá. Ok, trưởng phạt cây trụ bay này. Và này thì bò tổ rỗ, này thì bò này. Đấy, bây giờ thì trường bắt đầu rồi, thấm dân đều rồi. Trâu thì đánh lâu khủng chỉ đấy anh em ạ. Chạy đâu, một trường nữa này. Khá là thấm đấy đấy. Pha này thì Slim chạy khá là nhanh và chạy được. Ok, pha này thì mình thấy đó là Zuka của tém đích đáng bỏ chạy nhá. À, rồi, pha này. Này thì Zuka đón đường Zuka này. Và cải kịt thì lên bảng điểm số. Nhưng mà hiện tại thì tém đích đó là hai người đang đầy lẻ anh em ạ. Chắc có lẽ là phải biến về thôi. Mất một đường lính siêu cấp rồi, vậy là quá lỗ rồi anh em ạ. Omen Taming không đẩy thể lính lên cao và bị tém địch đó là đầy lẻ ấy. Rồi, một cú trường này, lên bảng điểm số này, bắt luôn Gión nhá. Với Gión thì kém cỡ đồng nên là bắt cũng khá là dễ anh em ạ. Đám chỉ màng kia. Anh em thấy ghi đủ mất trưởng chiêu một ra chỉ màng phạt thì báo phê luôn ấy. Về ngọc dành cho ghi đủ thì mình sẽ lên như sau. Ngọc đỏ thì mình sẽ lên cho nó đó là 6 viên cống phép phát xuyên dọc phép và 4 viên đó là tốc đánh tỷ lệ chỉ màng. Ngọc tím sẽ lên cho nó 5 viên đó là cống phép và hụt màu phép và 5 viên đó là tốc đánh và tốc chạy. Con ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Với bảng ngọc này thì anh em có đủ tốc đánh để giai đoạn đầu của game farm khá tốt. Đánh giá chỉ mang nữa thì cũng khá là thốn nha anh em. Bây giờ thì những trường của mình đó là bắt đầu thấm và thấm dân đều rồi. Hiện tại thì tém địch vẫn đang tích cực đẩy lẻ anh em ạ. Tém mình thì hai người về rồi, nên là mình cũng không cần thiết để về nữa nha anh em. Và mình sẽ đẩy đó là đường này lên cao. Đáng nhẹ đường kia là Omen phải đẩy đó là thể lính lên cao kia. Rồi, những cú trường của mình bây giờ cũng cấu đi khoảng đó là hơn nửa cây máu của tém địch rồi. Khá là thốn nha. Và này thì mình sẽ ring rập đấy nha anh em. Hiện tại thì thể lính đang lên cao thì chắc chắn tém địch. Một là Gión ra đẹp. Hai, đó là có người sẽ ra đẹp cái trụ này bởi vì Gión thì chắc có lẽ là mới về nhà hồi phục. Mình sẽ ring rập đấy tiếp nha anh em. À rồi, còn môi Zuka, Zuka hết hai chiêu lượt này. Một trưởng của mình nửa cấy máu vào ulti phạt nửa Zuka ngùm. Bắt thêm đó là Gión tém địch, pha này thì chắc chắn Gión tém địch không có cửa để chơi với mình rồi.
Chó su nó chập un tí luôn anh em ạ. Lại bắt bao toro luôn này. Tầm này thì ghi đúc cực kỳ là khỏe rồi nha anh em. Phám thì cũng rất chỉ là nhanh luôn. Một trường. Ok, bây giờ có gươm tần thể rồi thì đúng là mình chỉ cần chỉ chiêu 2 và chiêu 1 lượt lại làm phạt thì có lẽ báo phế thôi rồi luôn anh em à. Đấy, anh em thấy chưa? Đám cực kỳ là to luôn ấy. Thế trưởng phạt mà ra chỉ mang rồi thì chắc có lẽ tém đi khóc thét. Hiện tại thì có một pha giao tranh ở bộ đỏ tém đích. Hiện tại thì ôi tém mình lên bảng điểm số 2 người rồi. Nãy giờ công bạt thiếu mình là thua ấy. Rồi pha này làm gì đấy? Gió này, một trường này. Ôi anh em thấy chưa? Một trường 2/3 cây máu kia. Đấy là chiếc phun đồ thôi. Một phát nữa này, ngùm này. Ôi chỉ còn một chấm máu kia. Pha này thì mình un tí luôn này. Bạt đó là gió tém đích này. Luka đâu? Chạy này. Ôi vẫn chạy được kia. Ôi tem mình lên bảng điểm số hết rồi, chỉ còn mình nữa. Ui ba người. Ui lên bảng điểm số. Triple cứu này, quá đa cứu này. Anh em thấy đám kính gì chưa? Với cái gớm tần thể nữa thì làm phạt là tem đích trắng máu hết. Hay không? Đỉnh quá. Hay quá. Đấng ý mơ đó. Thì anh em cũng biết rồi, đấng Imer là thuộc dạng đó là cầm ghi đu đi dân thuộc dạng bẹt đấy, bẹt Việt Nam luôn đấy. Và hôm nay chặt đấng Imer đó, đấng gì không biết, đấng fit. Dấn play đấy. Xem ít YouTuber, xem ít YouTube, còn Facebook thôi. Phê anh em ạ. Mình làm pha hai like và cái kỳ thi tém mình và tém địch bắt đầu rồi cạnh tranh nhau đây đấy. Ok thì bây giờ anh ta thân và lên kết thúc trận đấu nha anh em. Lượng đám của mình bây giờ một trường thì không phải ban cài nữa rồi. Cũng không giấy dứa nhá, tém địch về lệ thi rất chi là khỏe. Đến từ vị trí của gión mà nó được xảy thì cũng báo phê luôn. Sơn lên đi lệ cũng khỏe. Dũng cá cũng vậy ấy. Bên thì sốc đám kính. À Toro lắc loài này. Rồi phá này gión này. Một trường này. Gión tầm này thì gọi là mất xíu máu thì một trường thôi anh em ạ. Đám thì gọi là siêu to khổng lồ rồi. Bây giờ kết thúc trận đấu luôn nha anh em. Này ui sơn lim anh em thấy chưa? Mình chưa cần chiêu hài đâu. Trường chiêu một phát ui tém địch bến đầy lẻ kia, nhưng mà chia buôn với bến đó là đầy lẻ thì cũng không thành công rồi. Và trận đấu kết thúc, anh em ủng hộ mình bằng cách một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.